Hello mọi người, video chia sẻ ngày hôm nay mình chia sẻ đến mọi người một cái kèo khá là ngon nhé. Để đến từ cái nền tảng của DApp Uxlink kết hợp với sàn Bitget và sàn Gate.io để tham gia vào một cái chương trình Airdrop ăn chia 30 triệu cái token Infinite. Đó thì đây là một cái kèo khá là ngon. Thời gian của nó thì sẽ diễn ra từ 30 tháng 7 và sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 8. Nên là nó là hoàn toàn miễn phí nhé. Nên là anh em sau khi xem được cái video này hãy làm ngay, chúng ta tận dụng từng ngày từng giờ để có thể là nhận cái đồng Uxlink này về tài khoản, sau đó thì có thể bán ở trên các sàn nhé. Rồi đường link tham gia mình có để dưới phần bên dưới phần mô tả. Thì những anh em nào mà chưa có tài khoản sàn Bitget hoặc sàn Gate.io thì có thể đăng ký dưới đường link mình để dưới phần mô tả, sau đó thì tham gia vào cái dự án này nhé. Ok, sau khi bấm vào cái đường link bot Telegram thì mọi người sẽ bấm chọn Start cho mình. Rồi nó sẽ đưa mọi người đến với cái giao diện chính nhé. Thì ở đây thông tin của nó này, thì mọi người xem này, chia sẻ 30 triệu token. Thời gian là sẽ từ 30 tháng 7 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 nhé. Và nó sẽ được list, và nó sẽ được list support ở trên sàn Bitget vào 8 giờ UTC ngày mùng 2 tháng 8. Tức là cái này nó đã được list rồi nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tham gia để nhận cái đồng này về. Rồi, đầu tiên thì mọi người sẽ kéo lên cho mình. Đó, thì ở đây thì nó sẽ yêu cầu mọi người đăng ký một cái tài khoản của sàn Bitget. Thì nếu ai chưa có tài khoản thì mọi người có thể là đăng ký theo cái đường link mình để dưới phần mô tả nhé. Rồi, tiếp theo thì nó sẽ yêu cầu mọi người là nhập UID và cái địa chỉ ví của cái token Infinite ở trên sàn Bitget. Thì làm thế nào để lấy? Thì bây giờ mọi người quay trở lại với cái sàn Bitget cho mình này. Rồi, thì sau khi mở sàn Bitget lên, mọi người sẽ bấm vào góc trên cùng bên trái cho mình. Rồi ở đây thì mọi người sẽ bấm vào đây nhé, bấm vào cái chữ, cái dòng tên này. Rồi ở đây thì mọi người sẽ copy cái UID cho mình. Đó, sau đó thì quay trở lại với con bot Telegram. Rồi mọi người sẽ dán UID vào đây. Tiếp tục đến dòng thứ hai là nhập cái địa chỉ của cái token Infinite. Mọi người quay trở lại sàn Bitget này. Rồi mọi người quay trở lại này. Sau đó thì bấm vào mục tài sản này. Rồi tiếp tục mọi người bấm vào mục nạp tiền. Chọn nạp crypto. Rồi sau đó ở trên thanh tìm kiếm này, mọi người nhập cái chữ Invite vào đây cho mình. Invite đấy. Thì nó sẽ xuất hiện cái đồng token Invitae này nhé. Mọi người chọn vào đó. Rồi ở đây thì nó sẽ mặc định là cái mạng tôn. Thì mọi người bấm chọn được copy. Rồi sau đó quay trở lại với bot. Mọi người sẽ nhập cái địa chỉ vào đây. Ok. Tiếp tục. Mọi người sẽ bấm chọn verify. Rồi thì cái quá trình hoàn tất xác minh này thì nó sẽ xác minh cho mọi người trong vòng 48 giờ nhé. Đó, và tiếp theo ở cái tab 3 này thì mọi người sẽ nhận được là 20 cái đồng Uxlink này. Mọi người bấm join vào cái nhóm Telegram của nó. Rồi quay trở lại. Đó thì ở đây cái nhiệm vụ 2 này, và nhiệm vụ 2 thì nó đang ấy nhá, thì nó đang xác minh nhá. Nhiệm vụ 1, nhiệm vụ 2 này. Rồi tiếp theo đấy, ở bên cạnh đó thì cái sàn Gate.io nó cũng tham gia vào dự án này, thì mọi người sẽ bấm sang bên chữ Gate này. Thì ở bên Gate này cũng tương tự thôi, bên Gate này cũng tương tự nhá, thì mọi người sẽ nhập cái UID của sàn Gate này, nhập địa chỉ Invite này, và nhập cái meme, cái số meme của cái địa chỉ ví đấy, mọi người dán vào đây và bấm verify, chọn chờ xác nhận nhá. Rồi sau đó thì cũng join vào nhóm Telegram này đó để nhận. Ok, tiếp tục thì mọi người để check in hàng ngày ấy,
Thì mọi người bấm chọn vào mục Explorer này ở góc dưới cùng bên phải này cho mình. Rồi xong ở đây thì mọi người sẽ làm các nhiệm vụ hàng ngày, đó là check in này. Đó, thì mỗi một lượt check in mọi người sẽ nhận được 5 UX UI. Ngoài ra các tag này thì ví dụ như tag 2 là mời bạn bè thì mọi người sẽ nhận được 73 cái đồng UX UI này nếu mời một người bạn thành công. Và tag 1 là connect ví. Thì hiện nay cái việc connect ví nó đang bị lỗi mạng nhé, chưa connect được. Thì mọi người có thể connect sau. Thì connect ví thì mọi người sẽ nhận được là 10 cái đồng UX UI đấy. Đó, thì hàng ngày ở đây thì nó có nhiệm vụ earn ở trên Bitget. Thì mọi người vào đây để kiếm thêm ấy nhá, kiếm thêm cái điểm UX UI. Ok, thì như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia vào cái kèo để nhận cái đồng token Invite. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.